của mình có về thêm một cái loại pin sạc nữa. Cái này là pin Redmi 5, tức là size AA này, nhưng mà nó đã có đính kèm thêm cái bộ sạc. Cái bộ sạc này sạc vừa cho pin size AA này, cũng có thể sạc được cho size 3 chữ A luôn ở trong này ha. Thì cái pin này nó giống như cái pin mình giới thiệu trong cái video clip vừa rồi. Thì đây, pin mình tháo ra một bộ đây, nó có sẵn này, là pin size AA ha. Đây, dung lượng pin là 1800 mAh, maximum có thể sạc được lên đến 1900 mAh. Dòng sạc của nó là 550 mAh, thì thời gian sạc là 4 đến 6 tiếng. Thì dòng pin này được nhà sản xuất giới thiệu là cái tổng số lần sạc lại là 1500 lần. Thì với cái số lần như vậy thì mình dùng cho cái thiết bị của mình như micro không dây hay remote gì đó, thì tổng thời gian mình ước lượng có thể từ 3 đến 5 năm ha. Rồi, ở đây thì cái đầu sạc nó thì đầu cắm cổng của nó là USB ha. Thì mình nhận combo này nó có sẵn cái dây sạc này, thì giờ đầu dây sạc này mình sẽ cắm vào đây, cho pin vào trong đây, kéo cái hộp ra, cho pin vào đây. Cái này mới về mình chưa có mở ra ha. Thì cái đầu USB này mình có thể cắm vào tất cả cái đầu sạc của điện thoại của mình đều sạc được ha. Ở đây nó có một, cho mình 4 pin pin này, màu đen. Thì combo trước là màu trắng, thì đen trắng thì nó cũng như nhau hết ha. Có thể sạc cho pin ZI5 và ZI7 ha. ZI5 là size 3 2 chữ A, ZI7 là size 3 chữ A, nhỏ hơn pin này. Thì đây là bộ sạc ha, đây là dây sạc. Bộ sạc này mình có thể cắm vào đầu USB nè, thì người ta có sẵn ở đây nè ha. Thì đầu sạc này mình sẽ cắm vào cái đầu sạc pin điện thoại. Thì ở đây người ta cung cấp cho mình là cái đầu sạc ấy, mình cắm vào dây là đầu nguồn là 5V 1A ha. Thì dòng sạc ZI5 sẽ là 4 pin và dòng sạc sẽ là 550 mAh ha. Sạc lên 1.5 thì tương ứng với lại ZI7 là size 3 chữ A đó, cũng là 4 pin, dòng sạc là 225, cũng là 1.5 ha. Về thương hiệu thì sản phẩm này là thương hiệu của Trung Quốc 100% ha. Nhưng mà chất lượng của lõi pin thì được nhà sản xuất công bố là được sản xuất tại Nhật Bản ha mọi người, thì mình hoàn toàn có thể yên tâm ha. Thật ra pin này trên các cái kênh YouTube hoặc là các cái diễn đàn thế giới người ta có review rất là nhiều video review cái pin này rồi. Người ta so sánh pin này với pin Innolux ha, đỉnh cao của pin sạc, thì mình hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng ha. Một combo như thế này là 280.000, không bao ship nha mọi người. Thì trên các kênh, trên website, các kênh YouTube người ta cũng đánh giá pin này rất là tốt ha. Thì mọi người có thể lên Google hoặc là lên YouTube gõ pin Redmi 5 này, ZI5 này, Xiaomi ZI5 thì nó sẽ ra tất cả các cái bài đánh giá cho cái pin này. Thì người ta, các cái reviewer người ta còn đánh giá pin này so với pin Innolux là đỉnh cao của pin sạc luôn ha, chứ không phải là pin, mặc dù là tên thương hiệu là Trung Quốc nhưng mà chất lượng rất là tuyệt vời ha mọi người. Thì pin này thì cá nhân mình có thể, mình pin này là cá nhân mình đã test ở nhà của mình rồi, mình xài hơn 1.5 rồi thì chất lượng mình thấy vẫn tuyệt vời, vẫn còn như mới. Rồi mình nhắc lại ha, giá một combo như thế này là 280.000, không bao ship nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ ha. Rồi, cảm ơn.